Đầu tiên là trái đu đủ, papaya, papaya. Kế tiếp chúng ta thấy đây là những trái xoài và xoài chúng ta sẽ nói là mango, mango. Những trái vú sữa rất thơm ngon và vú sữa chúng ta sẽ nói là star apple, star apple. Kế tiếp là những trái bơ rất là béo và ngon. Avocado, avocado là những trái bơ mọi người ha. Những trái thanh long thì chúng ta sẽ gọi là dragon fruit, dragon fruit. Long là rồng, chứ chúng ta gọi là dragon fruit. Dưa lưới thì chúng ta sẽ gọi là cantaloupe, cantaloupe. Còn những trái cam thì sao? Orange, orange. Trái táo thì chúng ta sẽ gọi là Apple, Apple, những trái táo rất là tươi và ngon. Nho chúng ta sẽ gọi là crab, crab. Kế bên những trái nho sẽ là những trái dâu tây cực kỳ thơm ngon và đẹp mắt. Và dâu tây chúng ta sẽ gọi là strawberry, strawberry, strawberry. Ok, in chuyện hết